Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay, thứ năm, ngày mùng 4 tháng 5. Ngày mùng 4 tháng 5, quân khu 1 tổ chức giao ban trực tuyến tới các đơn vị trực thuộc quân khu. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, các cơ quan quân khu. Trong 5 tháng qua, toàn quân khu đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, chế độ kiểm tra nắm tình hình, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo đảm an ninh an toàn trên địa bàn, trực ban cao điểm dỗ tổ Hùng Phương các ngày lễ, chỉ đạo các cơ quan đơn vị, nhà trường tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng, diễn tập bắn đạn thật cấp trung đội, đạt kết quả khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tổ chức hội thi, hội thao thể dục thể thao ở các cấp, tham gia hội thao cứu hộ cứu nạn toàn quân đạt giải nhì toàn đoàn. Chỉ đạo duy trì nghiêm, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, các cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác dân quân tự vệ, giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh. Lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên phối hợp tham gia tuần tra biên giới, phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng đạt hiệu quả. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, đề nghị các đơn vị cần suy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, ra soát phương án bảo vệ các cơ quan. Tổ chức kiểm tra ba tiếng nổ an toàn, triển khai lễ tuyên thệ chiến sĩ mới trang trọng, đúng nghi lễ quân đội. Tăng cường quản lý kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, không để vi phạm nồng độ cồn ở các đơn vị. Nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, chú trọng công tác giáo dục truyền thống trong các đơn vị trên địa bàn quân khu, tích cực tuyên truyền các hoạt động của lực lượng vũ trang, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến thời điểm này, huyện Hòa An đã thu hoạch trên 80% diện tích thuốc lá nguyên liệu với năng suất đạt trên 26,7 tạ một hecta. Niên vụ năm 2022-2023, huyện Hòa An có 14 xã thị trấn trồng thuốc lá với diện tích trên 1.593 hecta, đạt 101% kế hoạch, năng suất đạt 26,7 tạ một hecta, đạt 100,3% kế hoạch sản lượng đạt 4.255 tấn, bằng 102,7% kế hoạch. Theo đó, diện tích thuốc lá chất lượng cao tập trung tại các xã Nam Tuấn, Đức Long, Dân Chủ và Đại Tiến, chủ yếu là các giống ZL7, ZL6, TL16, C91. Các xã có diện tích sản lượng đạt và vượt như xã Nam Tuấn, Đức Long. Từ cuối năm 2022, các nhà đầu tư thu mua thuốc lá trên địa bàn huyện đã ký cam kết thống nhất giá thu mua thuốc lá nguyên liệu cụ thể loại 1 giá 59.000 1 kg loại 2 giá 56.000 1 kg loại 3 giá 50.000 đồng 1 kg loại 4 giá 35.000 đồng 1 kg trước đó các đơn vị đã hướng dẫn bà con cải tạo lò sấy tập huấn kỹ thuật ứng sống và cam kết thu mua 100% sản phẩm của nông dân theo hợp đồng theo số liệu của sở văn hóa thể thao và du lịch dịp nghỉ lễ vừa qua từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, toàn tỉnh đã đón 60.000 lượt khách, tăng 50% so với cùng kỳ, trong đó có khoảng 5.000 lượt khách quốc tế tăng mạnh so với cùng kỳ. Khu di tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó là nơi địa chỉ đỏ về nguồn giáo dục truyền thống cách mạng, đã đón trên 18.000 lượt khách tới tham quan dân hương đền Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tăng 1.000 lượt khách so với cùng kỳ năm 2022. Đến với nơi đây, du khách không chỉ có cơ hội tìm hiểu một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam mà còn được dịp chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Theo ban quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Bắc bó, ước tính trong năm ngày nghỉ lễ, lượng khách đạt mức 25.000 lượt, tăng kỷ lục từ trước tới nay. Vào lúc cao điểm có một số điểm xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, một số điểm trước đó ban quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt bắc bó đã chỉnh trang nâng cấp một số hạng mục sưu tầm thẩm định một số hiện vật liên quan đến hoạt động cách mạng của chủ tịch hồ chí minh bổ sung cho nhà trưng bày tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng tuyên truyền và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc thiểu số giới thiệu với du khách thập phương phối hợp với lực lượng địa phương phân luồng người ra vào khu di tích và phương tiện đảm bảo an ninh trật tự giữ vệ sinh môi trường từ ngày 29 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5, khu du lịch Thác Bản Dốc ước đón hơn 26.000 lượt khách, trong đó có 300 lượt khách quốc tế. Ước tính cả kỳ nghỉ lễ, Thác Bản Dốc đón khoảng 30.000 lượt khách, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Lượt khách đến tham quan danh thắng động ngầm ngao cũng tăng nhanh, ước tính đã có 11.500 lượt khách đến trải nghiệm hang động độc đáo này của tỉnh Cao Bằng doanh thu tại khu du lịch Thác Bản Dốc và Động Ngườm Ngao ước đạt gần 1,5 tỷ đồng. Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, tổng hợp sau 4 ngày nghỉ lễ, đến sáng ngày 3 tháng 5, số bệnh nhân COVID-19 nhập viện điều trị nội trú là 2.477 người. Số trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị, theo dõi, là 5.725 người bệnh tổng hợp tình hình khám chữa bệnh cấp cứu từ các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và y tế ngành cho thấy, sau 4 ngày nghỉ lễ, tổng số người bệnh khám cấp cứu là 270.031 người bệnh, trong đó số người bệnh nhập viện điều trị nội trú là 99.747 người bệnh, số người bệnh ra viện là 72.977 người bệnh, số người bệnh chuyển viện là 8.247 người bệnh về công tác tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19. Tổng hợp sau 4 ngày nghỉ lễ, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết tổng số người bệnh khám COVID-19 là 4.618 người bệnh. Số người bệnh COVID-19 nhập viện điều trị nội trú là 2.477 người bệnh. Số người bệnh COVID-19 chuyển viện là 176 người bệnh. Số người bệnh COVID-19 ra viện là 1.684 người bệnh. Số người bệnh COVID-19 tử vong bao gồm cả trường hợp tiên lượng tử vong xin về là 17 người bệnh. Trong đó, số ca COVID-19 tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh là 7 người bệnh. Số ca COVID-19 nặng tiên lượng tử vong xin về là 10 người bệnh. Số người bệnh tử vong bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và tiên lượng tử vong xin về là 1.241 trường hợp. Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh cũng lưu ý, trong trường hợp có diễn biến đặc biệt như bùng phát dịch COVID-19 và các dịch bệnh nguy hiểm, cấp cứu thảm họa, tai nạn hàng loạt, ngộ độc thực phẩm và các trường hợp đặc biệt khác, đề nghị đơn vị có báo cáo khẩn về cơ quan quản lý trực tiếp để kịp thời giải quyết. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Sáng ngày mùng 4 tháng 5 tại phủ chủ tịch Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Đại công quốc Luxembourg Xavier Bettin cùng đoàn đại biểu cấp cao Luxembourg thăm chính thức Việt Nam từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 5. Lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho người đứng đầu chính phủ nước ngoài thăm chính thức Việt Nam khi Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettin bước lên bục danh dự. Quốc thiếu hai nước được cử lên sau đó, hai nhà lãnh đạo cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Xavier tin duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Kết thúc lễ đón chính thức, hai nhà lãnh đạo trở lại bục danh dự cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Sau đó, hai Thủ tướng di chuyển sang trụ sở chính để tiến hành hội đàm trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Thủ tướng Luxembourg hội đàm cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai thủ tướng sẽ chứng kiến ký kết một số văn kiện hợp tác của các bộ ngành hai nước và gặp gỡ báo chí. Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Xavier Bettin sẽ thăm văn miếu quốc tử giám và bảo tàng mỹ thuật Việt Nam. Trước lễ đón, Thủ tướng Luxembourg đã vào lăng đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng các anh hùng liệt sĩ tại tường đài Bắc Sơn, tham quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việt Nam và Luxembourg thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 15 tháng 11 năm 1973. Quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Luxembourg thời gian qua có những bước phát triển tốt đẹp. Hai bên suy trì trao đổi thường xuyên đoàn các cấp thăm lẫn nhau. Gần đây nhất, chuyến thăm chính thức Luxembourg của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 12 năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực, đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới toàn diện, thiết thực, hiệu quả, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, nhất là việc hai bên nhất trí sớm thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược về tài chính xanh, Luxembourg hỗ trợ phát triển trung tâm tài chính mới tại thành phố Hồ Chí Minh, đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thị trường chứng khoán. Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Đại công quốc Luxembourg là dịp để hai bên một lần nữa khẳng định sự coi trọng lẫn nhau và quyết tâm cùng nhau đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 1920,373 đồng trên kWh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng từ ngày 4 tháng 5 năm 2023. Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết căn cứ quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, căn cứ văn bản số 304 của Bộ Công Thương về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ. Tập đoàn này đã có quyết định số 377 ngày 27 tháng 4 năm 2023 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó EVN quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 1920,373 đồng trên 1 kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Từ ngày 4 tháng 5 năm 2023, mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Trước đó, vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, Bộ Công Thương đã công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và năm 2022 của EVN theo quy định tại Quyết định số 24 Kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và năm 2022 của EVN cho thấy, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 là 2.032,26 đồng trên kWh, tăng 9,27% so với năm 2021. Điều này cũng dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN năm 2022 lộ tới hơn 26.462 tỷ đồng. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã đưa ra nhận định kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giảm cả 3 tiêu chí. Thống kê từ cục cảnh sát giao thông cho thấy, năm ngày qua, riêng trên tuyến đường bộ, cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 49.371 trường hợp vi phạm và tiền hơn 107,6 tỷ đồng tạm giữ 847 xe ô tô, 20.067 xe mô tô và 210 phương tiện khác, tước 11.033 giấy phép lái xe. Kỳ nghỉ lễ năm nay do lượng phương tiện tham gia giao thông có thời điểm tăng đột biến đã gây ra hiện tượng ùn tắc kéo dài tại các cửa ngõ khi người dân rời và trở lại thành phố lớn sau kỳ nghỉ lễ, đặc biệt là vào các ngày 28, 29 tháng 4 và ngày mùng 2 tháng 5, một số tuyến chính cửa ngõ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bị ùn tắc. Lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã tổ chức phối hợp phân luồng điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án đã đề ra. Đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã nhận hơn 30 ý kiến phản ánh từ người dân, bao gồm tin nhắn và cuộc gọi giảm so với kỳ nghỉ lễ năm 2022. Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng chở quá số người, nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé quy định va chạm giao thông, tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường, trạm thu phí và các khu vực du lịch nghỉ dưỡng. Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra xử lý các thông tin được phản ánh. Báo cáo của Văn phòng Bộ Công an cho biết, năm ngày nghỉ lễ toàn quốc xảy ra 129 vụ tai nạn giao thông, làm 67 người tử vong, bị thương 90 người so với 5 ngày cùng kỳ năm 2022, giảm 9 vụ 6,5%, giảm 5 người tử vong 6,9%, giảm 16 người bị thương 15,1%. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đang tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Quyết định tiêm chủng mở rộng sẽ có thêm vaccine mới, được đưa ra khi nước ta đứng trước nguy cơ bệnh bạch hầu quay trở lại, nhất là khi tỷ lệ tiêm phòng vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván giảm tại nhiều nơi. Để tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh, Bộ Y tế sẽ phối hợp một số địa phương tiêm vaccine tc cho trẻ 7 tuổi tại địa bàn nguy cơ cao và dự kiến mở rộng diện triển khai vaccine này qua các năm. Tất cả vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng đều tiêm miễn phí. Cũng như trên toàn cầu, việc bao phủ tiêm chủng định kỳ cho trẻ em tại nước ta bị gián đoạn do dịch COVID-19, với gần 250.000 trẻ bỏ lỡ một hoặc nhiều liều vaccine trong 3 năm qua, Việt Nam là một trong 20 nước có số trẻ chưa được tiêm chủng cao nhất thế giới. Chuyển sang tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố chiến lược mới trong phòng chống COVID-19, trong đó tìm cách giúp các quốc gia chuyển từ cơ chế khẩn cấp sang chiến lược phòng ngừa và kiểm soát lâu dài đối với dịch bệnh này. WHO đã công bố kế hoạch chiến lược ứng phó với COVID-19 cho giai đoạn năm 2023-2025. Kế hoạch thứ tư, như vậy kể từ khi các trường hợp mắc bệnh đầu tiên được ghi nhận tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối năm 2019. Chiến lược mới sẽ duy trì hai mục tiêu của kế hoạch trước đó được đưa ra vào năm 2022 là giảm sự lây lan của dịch bệnh và điều trị để giảm tỷ lệ tử vong, tỷ lệ mắc bệnh và hậu quả lâu dài. Tuy nhiên, kế hoạch mới bổ sung mục tiêu thứ ba là hỗ trợ các quốc gia khi họ chuyển từ ứng phó khẩn cấp sang quản lý, kiểm soát và phòng ngừa dịch COVID-19 một cách bền vững lâu dài hơn. Việc công bố này diễn ra trước thêm cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp về COVID-19 của WHO để quyết định liệu có nên duy trì mức cảnh báo tối đa đối với đại dịch COVID-19 hay không. Bản tin 16 giờ chiều nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.